Các fan anh mà mát tiền chị, không ai biết đến fan anh cả, chỉ biết đến thương hiệu XYZ của chị thôi. Đó. Thế thì quay lại với cái mỹ phẩm, đi chào không một ai mua. Thế tôi mới cố vấn, bảo bây giờ thuê một con bé, nó gọi là V Beauty Blog, tiếng Anh người ta gọi là Video Beautiful Blogger, là đứa chuyên dạy làm đẹp ở trên YouTube. Ok, có biết thành phần đấy không ạ? À biết, tốt. V Beauty Blogger, con bé này tên là Trang Make Up, Trang CH ấy, cái cào Trang ấy, không phải là Trang TR trong từ Nha Trang đâu. Nó review một cái thỏi son đấy, tất cả các cửa hàng đều gọi điện đi hỏi cái son này. Thay vì tuyển sale đi chào xùi bọt mép đến tất cả các đại lý, không đứa nào mua, cho con kia review một phát, tất cả khách hàng nó đi đến các đại lý nó hỏi, thì các đại lý đi hỏi nhiều quá lại phải gọi để mua, để nhập bán hay không. Chứ còn bây giờ các chi này, em chuẩn bị tổ chức 100 sale nhé, thầy đến dạy nhé, xong em cho 100 sale đi tỏa ra đi chào nhé, xùi bọt mép không thể nào nhập cả. Bây giờ người ta mua hàng theo cách như thế, anh chị hiểu chưa? Vậy thì phải bán hàng đa kênh. Còn bán hàng đa kênh là như thế nào thì buổi hôm nay sẽ cố gắng gợi mở một số ý. Cách làm không khó, nhưng chỉ khó là làm rất lâu. Các bạn có đủ kiên nhẫn không? Kênh YouTube của tôi đến bây giờ là 2 năm rồi đấy ạ, mà up lên 268 cái video. Thế thì có phải là thời gian không ạ? Có phải là tiền bạc không ạ? Có phải là tuổi trẻ không ạ? Thời gian đấy thay vì ngồi làm video đi chơi, đúng không? Đi chơi với yêu cũ chẳng hạn. Ngọc Hoa rủ mãi không bao giờ đi. Không bao giờ đi. Vì sao? Bận làm video. Bởi vì đấy là gì ạ? Đấy là cái tiền. Nha, tôi nói là bán hàng đa kênh không khó. Tất cả các kênh anh chị định làm đều miễn phí. Về hôm nay bắt đầu quay ra nói chuyện với chồng, nói chuyện với vợ, với người yêu. Ủa, hôm nay thầy Phan Anh dạy hay lắm, nhưng mà em thích cái nào? Tí nữa nha, ra chơi nha, tôi sẽ hỏi anh chị đang bán gì. Và lúc đó tôi sẽ hướng dẫn anh chị mở kênh YouTube là kênh gì. Hiểu không? Chứ đừng về lại thấy một thầy làm video dạy học hay mình cũng lên dạy học. Không đứa nào nghe đâu. Nó xem xong nó phải để một cái xô ở bên cạnh. Nó xem video xong nó quay ra nó ói. Hiểu không? Mình phải chọn cái lợi thế của mình. Mình bán cái sản phẩm gì thì mình phải làm cái kênh đó. Tất nhiên mình làm chưa hay, chưa đẹp thì mình dần dần, đúng không? Còn bây giờ thị trường nó là như vậy. Web, đúng không? Website. Lập web có dễ không ạ? Lập web dễ hay là khó ạ? Theo tôi thì lập web nếu mà tự làm là khó đấy. Nhưng mình có thể làm gì? Ừ, thuê. Thuê rất dễ, 5 triệu, 7 triệu là có cái web rồi. Đây, web này tôi bảo nhân viên viết, mục đích viết, nói thật với anh chị. Tôi cái gì cũng làm được thì siêu nhân à? Đúng không? Mà siêu nhân là phải mặc quần đùi đỏ, tôi không mặc quần đùi đỏ. Nên là không phải là siêu nhân nhá. Lập web là rất dễ, nhưng bây giờ viết content ở trên này nó mới khó. Hiểu ý tôi không? Ngày nào cũng phải có bài. Tôi phải thuê một bạn nhân viên giỏi nhất là em, vì có nhiệm vụ ngày nào cũng viết cho thầy 3 bài, 5 bài như thế này. Chủ đề là liên quan kinh doanh, marketing, bán hàng, đúng không ạ? Các thủ thuật. Thế thì khi mà các anh chị gặp phải vấn đề, các anh chị tìm mới thấy tôi. Tìm thấy tôi thì mới có tiền. Có hiểu với tôi không ạ? Chẳng hạn, tôi là một người có đầu óc kinh doanh như thế này. Gần đây, các anh chị có thấy là có những việc nó liên quan đến khủng hoảng truyền thông xảy ra rất nhiều, đúng không?
Tôi cho viết rất nhiều bài viết về khủng hoảng truyền thông. Thế thì khi khách hàng rơi vào trạng thái khủng hoảng truyền thông, họ sẽ tìm là cách xử lý khủng hoảng truyền thông ra web của tôi. Trên web của tôi có những bài viết rất hay và có trải nghiệm sâu về xử lý khủng hoảng. Việc đầu tiên họ nghĩ tới là gì? Tìm ông này để sử dụng của mình, đúng không? Có tiền. Đấy là cách bán hàng. Chứ không phải là đi giao với tất cả mọi người, tôi chuyên gia xử lý khủng hoảng truyền thông, chả đấy làm hề. Và khi tôi đăng một bài lên khác, các bạn biết là một thời gian sau có một công ty bị cần người đào tạo về xử lý khủng hoảng truyền thông, họ đã tìm tôi và tôi đi dạy cho họ 4 ngày, thu được một số tiền mấy chục triệu. Hay không ạ? Rất hay. Đấy, bán hàng có cách như thế. Nha, thuốc giảm cân, tôi lấy ví dụ trong trường hợp này của cha mê, cứ tập trung vào từ khóa liên quan đến thuốc giảm cân an toàn, giảm cân nhanh, giảm cân Thái Lan, giảm cân Hàn Quốc gì đó. Những từ khóa như vậy, viết thật hay, thật minh chứng, thật rõ ràng, đúng chưa? Tìm ra mình là có tiền. Bây giờ khách hàng người ta lại thích tự tìm kiếm, thích tự tìm hiểu. Các anh chị cứ tự nghĩ mình xem có đúng thế không? Có đúng thế không ạ? Vâng. Kênh tiếp theo là mình có thể sử dụng kênh Facebook, đúng không ạ? Kênh Zalo, rồi kênh Instagram. Đấy là những kênh cơ bản tại thị trường Việt Nam đang rất tốt. Ngày trước thì còn có những kênh như diễn đàn, nhưng bây giờ thì không ăn thua nào. Có bao giờ mọi người một năm trở lại đây có vào diễn đàn nào không? Hay chỉ vào Facebook mà thôi? Đúng không ạ? Nhưng mà một web các bạn có tìm thấy ở đâu đó không ạ? Tìm thấy rất nhiều. Rồi, một cái kênh nữa mà tôi nghĩ các bạn cũng thấy rất là quan tâm, đấy là kênh web thương mại điện tử. Thì đó tôi sẽ trình bày cho các bạn một case study, tức là một tình huống nghiên cứu điển hình của một mẹ bỉm sữa và bán thời trang. Một ngày chị này bán 300 đơn hàng, 300 cái váy một ngày. Và tôi nghĩ rằng về trình độ thì cũng không giỏi hơn các chị làm mấy. Đấy, nhưng mà tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đấy, những cái trang như là Shopee, như là Lazada, như là Tiki. Nếu bây giờ các bạn mà có sản phẩm mà có chất lượng, có chứng nhận, có giấy an toàn vân vân, các bạn liên hệ với các cái web này, đưa lên trên đó bán, thì bạn sẽ tìm được một lượng khách hàng rất tốt. Rất tốt nha. Hiện nay tất cả các trang thương mại điện tử ở Việt Nam đều sống bằng quỹ đầu tư mạo hiểm. Tức là họ sẵn sàng lỗ để mình có khách. Lazada, Tiki năm ngoái lỗ 650 tỷ Việt Nam đồng. Cho nên mình phải đưa lên đây và bán thật nhanh. Doanh số rất tốt. Chị, tôi có một chị học viên, chị bán váy nha. Mô hình của chị như thế này. Trước Tết năm 2018, trước Tết nha, chị bắt đầu nhảy vào bán online. Chị sản xuất cái váy công sở, giống như là các chị đang mặc, nhưng mà váy công sở của chị này chị làm rất tối ưu, là chỉ bán váy công sở cộc tay và dành cho đối tượng phụ nữ theo kiểu là ở nông thôn. Tức là ý tôi nói là những cái kiểu thời trang mà nó rất đơn giản, nó không màu mè, hoa sói, nó không thêu kiểu như là con hổ, con báo gì đấy, đúng không? Hổ là phải toàn Kenzo với cả Gucci, chỉ có mấy mẹ ở thành phố mặc thôi. Ở quê các mẹ chỉ thích váy một màu, có tí hoa hết gì đấy. Tức là họ hướng tới một đối tượng khách hàng rất cụ thể, là rất lành lặn. Đấy, không kiểu như là không cái đấy lành lặn, đừng cười như thế. Thế là ý này, cái suy nghĩ của họ, họ lựa chọn những trang phục trông nó đơn giản, đúng không? Họ không muốn nổi bật, hay đúng hơn là họ không dám, không đủ tự tin để nổi bật. Hiểu ý to ạ? Chứ bây giờ tôi đưa ra các mẹ ở đây một cái váy Gucci mà nó in hình con hổ, hay là một cái lưỡi đang lè ra, hay là hai đứa hôn nhau có dám mặc không?
đúng không, hiểu ý tôi không? À, rất là cụ thể.